Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn các bước để làm một quả cầu pop-up trên Mickey nhé. Đầu tiên thì các bạn cần có bảng pattern. Và sau đó thì các bạn hãy ghim cố định vào một tờ giấy có định lượng khoảng tầm 250g. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cái hình của chúng ta có độ cứng. Sau đó các bạn hãy trổ theo những hình vẽ ở trong cái bản pattern mà mình đã in sẵn. Vậy là mình đã chuột xong hai chiếc tai và một cái lớp lâu đài chuột Mickey. Các bạn hãy tiếp tục chuột nốt các hình còn lại nhé. Và các bạn hãy nhớ là để riêng các lớp ra nhé, để tránh cái việc nhầm lẫn các lớp với nhau. Vậy là mình đã chuột xong hết các phần. Và đây là hai chiếc tai của chuột Mickey. Đây là khung số 1, số 2, khung số 3 và khung số 4. Và đây là các lớp, thì mình sẽ ký hiệu các lớp. Đầu tiên là lớp số 1, tiếp theo là lớp 2A và tiếp theo là lớp 2B. Phần tay chuột
Bây giờ mình sẽ bắt đầu ghép từ cái lớp đầu tiên. Các bạn hãy ghép ở cái rãnh chính giữa. Và mình làm tương tự với các khung tiếp theo. Khi ghép hết lớp thứ nhất và lớp thứ hai thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ ghép các cái layer phía bên trong. Đây là điểm 1, điểm số 1, mình ký hiệu là điểm số 1. Điểm số 2B thì sẽ tương ứng với lớp 2B. Nó sẽ là lớp hiển thị phía sau. Phần này các bạn hãy chú ý lắp cẩn thận. Tiếp đến mình sẽ lắp layer số 1. Nó sẽ tương ứng với điểm số 1. Vậy là đã xong được hai lớp. Và bây giờ mình sẽ lắp đến lớp 2A. Lớp 2A là lớp hiển thị phía trước. Và lớp 2B là lớp hiển thị phía sau. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục ghép các khung còn lại.
Bây giờ chúng ta sẽ lắp đến phần tai. Các bạn hãy gấp cái phần mép này lại để chúng ta có thể dễ dàng đưa ghép vào khung phần khung. Các bạn hãy chú ý đến cái vị trí mà chúng ta đặt cái phần tai vào nhé. Mình sẽ lấy điểm số 1 và sau đó đến sang ô thứ 2. Sau khi nhét được cái phần tai vào, mình sẽ lật lại cái phần mép. Chúng ta sẽ bẻ cái phần mép ra để nó giúp cho cái tai được giữ cố định với cái phần khung. Tương tự với cái tai còn lại, các bạn cũng sẽ làm như vậy nhé. Mình sẽ lắp vào cái ô đối xứng để cho hai cái tai nó sẽ cân với nhau. Phần mép này sẽ giúp cho cái tai không bị rơi ra ngoài. Nó cũng khá là chắc chắn. Vậy là giờ mình đã hoàn thành xong phần đầu. Và tiếp theo thì mình sẽ làm đến phần đế. Các bạn cũng sẽ trổ và ghép tương tự như cái phần khung đầu. Và mọi thứ đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn tác phẩm của mình sau khi đã làm xong hoàn tất nhé.
Chúc các bạn thành công.